Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập liên quan đến dạng bài tập phương pháp đồ thị. Bài tập như trên màn hình. Đồ thị sau biểu diễn quá trình sục từ từ khí CO2 vào 600ml dung dịch BaOH2 lần 0,5m. Giai đoạn 2, đoạn AB. Xảy ra phương trình phản ứng nào sau đây? A. CO2 cộng CaOH2 lần tạo thành CaCO3 kết tủa cộng H2O. B. CO2 cộng CaCO3 kết tủa cộng H2O tạo thành CaHCO3 2 lần. C. CO2 cộng BaOH2 lần tạo thành BaCO3 kết tủa cộng H2O. D. CO2 cộng BaCO3 kết tủa cộng H2O tạo thành BaHCO3 2 lần. Như vậy, để làm tốt dạng bài tập này, chúng ta nên tìm kiếm lại video nói về lý thuyết phương pháp đồ thị áp dụng trong việc giải bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kịp. Video này nằm trong chuyên đề phương pháp đồ thị hoặc nằm trong danh sách phát lý thuyết phương pháp giải các dạng bài tập. Quay trở lại bài tập, đề bài cho sục từ từ khí CO2 vào 600ml dung dịch BaOH2 lần 0,5m và thu được đồ thị như thế này. Chúng ta chú ý đối với đồ thị này. Trục hoành, người ta biểu diễn số mol CO2 sục vào. Trục tung, người ta biểu diễn số mol kết tủa BaCO3. Đồ thị hình đường màu vàng đây. Tới điểm B, người ta ngắt, không sục CO2 nữa, cho nên kết thúc tại điểm B này. Được chưa? Đề bài hỏi giai đoạn 2, đoạn AB, xảy ra phương trình phản ứng nào? Người ta hỏi giai đoạn 2 đây, đoạn AB đây. Thì xảy ra phương trình phản ứng nào? A, B, C hay là D? Như vậy, đầu tiên đối với bài tập này, khi đọc đề bài lên, CO2 tác dụng với dung dịch kiềm là BaOH2 lần. Cho nên chúng ta bỏ ngay cái đáp án A và B đi ha. Ở đây là BaOH2 lần chứ không phải là CaOH2 lần. Cho nên nó không có xảy ra phản ứng này là 1. Và không xảy ra phản ứng này là 2. Vậy chúng ta gặp hai đáp án A và B. Được chưa? Vậy chỉ còn lại đáp án C và đáp án D. Chúng ta xem thử giai đoạn 2 này xảy ra phương trình là. Thế thì khi nhìn vào đồ thị chúng ta có nhận xét nè. Đối với đoạn AB, thế thì khi chúng ta tiến hành sục khí CO2 thì đồ thị đi xuống. Đồ thị đi xuống tương ứng với số mol kết tủa giảm dần. Được chưa? Như vậy đã có sự hòa tan kết tủa. Chúng ta ghi nhận xem. Khi số mol CO2 tăng, thì đồ thị đi xuống. Đồ thị đi xuống, điều này có nghĩa là gì? Số mol của BaCO3 kết tủa giảm dần. Mà số mol kết tủa giảm dần thì chứng tỏ là có sự hòa tan kết tủa. Và phương trình hòa tan kết tủa xảy ra chính là CO2 tác dụng với kết tủa BaCO3 H2O để tạo thành BaHCO3 2 lần. Đây là phương trình của giai đoạn 2. Được chưa? Đấy. Kết tủa tác dụng với CO2, cho nên lượng kết tủa giảm xuống, làm cho số mol kết tủa giảm xuống. Từ đó, đồ thị đi xuống. Được chưa? Càng sục CO2 thì kết tủa càng giảm. Ở đây ngắt tại đây, tại điểm B. Nếu chúng ta tiếp tục
kéo dài đây thì nó sẽ cắt tại 0.6 này. À, nghĩa là khi sụp CO2 tới 0.6 thì cái tủa về 0. Được chưa? Như vậy thì chúng ta chọn đáp án D. Đây. Phương trình hòa tan kết tủa ở đáp án D. Được chưa? Rồi. Bây giờ đối với bài này chúng ta ôn lại luôn ha. Ôn lại phần lý thuyết luôn nha. Chúng ta nhìn vào đồ thị này. Chúng ta hiểu các giai đoạn này như thế nào. Tăng lên sao, giảm xuống làm sao. Các giá trị trên trục tung và trục hoành như thế nào. Ha. Chúng ta hiểu sâu về đồ thị này luôn ha. Rồi, đầu tiên chúng ta tính số mol của VA2L. Ở đây đề bài cho là 0.6 nhân 0.5, tức là 0.3 mol. Giai đoạn 1, tức là đoạn OA, sẽ xảy ra phương trình phản ứng CO2 tác dụng với BaOH2 lần để tạo thành kết tủa BaCO3 và H2O. Đây là phương trình của giai đoạn 1. Tức là giai đoạn từ O đến A. Xảy ra quá trình tạo kết tủa và kết tủa tăng dần. Nếu số mol BaOH2 lần tham gia ở đây một lượng hết là 0.3 mol, thì yêu cầu số mol CO2 là bao nhiêu? 0.3 mol. Và tạo thành kết tủa là bao nhiêu? 0.3 mol. Chúng ta kiểm tra trên đồ thị. Số mol CO2 là 0.3 thì số mol kết tủa BaCO3 là 0.3. Đây, số mol CO2 0.3. Thì tương ứng với nó, số mol kết tủa cũng là 0.3. Được chưa? Còn giá trị 0 này, tức là khi chưa sụp CO2 thì chưa tạo thành kết tủa. Cho nên khi số mol CO2 bằng 0 thì số mol kết tủa cũng bằng 0. Được chưa? Rồi, chúng ta chuyển sang giai đoạn 2. Tức là đoạn AP. Xảy ra phương trình phản ứng là gì? Hòa tan kết tủa. Cộng H2O. Tạo thành BaHCO3 2 lần. Đây là phương trình của giai đoạn 2. Nếu kết tủa ở giai đoạn 1 tạo thành là 0.3 mol, tham gia hết vào phương trình 2 này, tức là 0.3 mol, thì yêu cầu CO2 ở đây là bao nhiêu? Chính là 0.3 mol. Thế thì tổng lượng CO2 tham gia cả hai giai đoạn là bao nhiêu? Chính là 0.3 cộng 0.3 là 0.6 mol. Chúng ta kiểm tra nè. Khi số mol CO2 tăng lên 0.6 mol tới đây, thì số mol kết tủa bằng 0. Có nghĩa là kết tủa hình thành ở giai đoạn 1 đã tham gia hết vào phương trình 2. Cho nên kết tủa bằng 0. Nhưng ở đây đề bài cho là gì? Dừng ở đây. Tới đây thôi. Tới điểm B là người ta ngắt. Cho nên kết tủa chỉ hòa tan một phần thôi, chứ không hòa tan hoàn toàn. Ha, được chưa? Đây, ngay điểm B này chúng ta ngắt. Chúng ta giống xuống trục hoành thì nó nhỏ hơn 0.6. Được chưa? Số mol CO2 lúc này nhỏ hơn 0.6. Chưa tới 0.6. Ha. Nếu tới 0.6 thì cái tủa mới về 0. Được chưa? Đây. Rồi, các bạn củng cố lại lý thuyết luôn ha. Được chưa? Như vậy giai đoạn 2, tức là đoạn AB có sự hòa tan kết tủa theo chương trình phản ứng này. Được chưa? Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia, để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.